Lần đầu tiên cho Long Nhật xin gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi quay ngày hôm nay một lời chúc và một lời chào trân trọng nhất. Sau đây mình giới thiệu cho quý vị và các bạn một ông tượng cực kỳ đặc sắc, đó chính là gỗ Nu Đinh Hương Vàng, chất xuất tại Nghệ An, ở thị xã Thái Hòa. Cameraman đó chính là Quốc Cường. Anh có lời gì muốn nói với tất cả mọi người đang coi video clip này hôm nay? Không còn gì cả. Hả? Rồi có nhân quay giờ ngồi chờ mày. Chờ mày anh làm video clip mình. Kiểu như này chết. Hả? Gì thì em nói với anh biết em sắp nửa rồi, mày sắp nửa là sắp nửa đéo gì à, sắp nửa là sắp cái gì em phải nói chuyện cụ thể là cho anh à, em bảo là em chuẩn bị lấy chồng rồi anh ạ. Lấy chồng à? Ủa, anh ơi hay quay đường nữa. Nếu mà em lấy chồng rồi đi ô tô gọi là tăng đè lên để danh nghe á hỏi lại mình để sao anh biết anh nghe em còn đang lên lên là anh Cường vlog vào cho anh. Em cứ vào YouTube gặp anh Cường vlog, anh sẽ hỏi đáp và những thắc mắc em đi ra. Vậy thôi. Trình diện. Đúng không? Anh quay chưa? Chưa. Cho ba có công việc mà. Về ba đi công việc.